Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cậu bạn Nguyễn Việt Anh cùng với bạn Pocover, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Van Hên ở trong mùa giải S1 2023. Trong mùa giải này thì vị tướng Van Hên của chúng ta cũng may mắn một lần nữa được khoác lên mình bộ trang phục quang vinh và trở thành vị tướng đầu tiên cho Liên Quân sở hữu liên tiếp hai bộ trang phục quang vinh. Mặc dù là dòng trang phục quang vinh không thay đổi hiệu kỹ năng cho tướng, nhưng chắc chắn với anh em một điều rằng là trang phục này nó rất là hiếm. Và quay trở lại về vị tướng Van Hên trong clip ngày hôm nay của mình, thì chúng ta sẽ chơi Van Hên theo một phong cách full phép, một lối chơi mà cũng rất là phổ biến với vị tướng Van Hên. Nhưng mà dạo gần đây thì một cái thông tin đó chính là Van Hên thì cũng sắp sửa bị thay đổi. Không biết là ở thời điểm nào, nhưng trong một tương lai gần, cũng có thể là hai bản cập nhật bổ sung hoặc ba bản cập nhật bổ sung nữa, thì Van Hên của chúng ta sẽ thay đổi, giảm đi cái lượng sát thương phép mà Van Hên có, nhưng bù lại là chúng ta được bắn nội tại của vị tướng Van Hên liên tục. Đó chỉ cần cảm tưởng đến một cái giao tranh mà chúng ta bắn ra được phi tiêu vàng liên tục thì chắc chắn sẽ là một cái lượng áp lực rất là lớn gây ra cho đối phương. Còn ở đây thì chúng ta chắc là không chạy nữa rồi, khi bị truy đuổi cũng rất là gắt đến từ vị tướng Nakroth. Và một cái khởi đầu có vẻ là hơi khó khăn cho team của chúng ta, khi Nakroth bây giờ cũng đã một cái pha triple kill. Đến thời điểm này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ phải thay đổi về cái phương án lên đồ, không lên cho vị tướng Van Hên theo cái phong cách chơi là chỉ phụ thuộc của ulti nữa. Ngày trước thì chúng ta hay chơi theo kiểu lên giày phù thủy hoặc là giày thuật sĩ để có thể giảm thời gian hồi chiêu của chiêu cuối bão đạn, có nghĩa là trong giao tranh chúng ta chỉ căn chúng ta bắn bão đạn. Đó một cái lối chơi hơi thụ động một tí, chỉ khác được những cái vị tướng sát thủ hoặc là pháp sư xạ thủ. Chứ còn đối với những cái vị tướng tanker, nếu mà lên cả huân chương choi cả giáp giày thì Van Hên trở lên rất là phế. Thế nên trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta để đối đầu được với vị tướng Thên là 1, Nakroth lên dìu là 2 hay là vị tướng Veret là 3. Chúng ta sẽ phải bổ sung thêm một số món đồ tốc đánh phép để gia tăng cái khả năng cấu rỉa của vị tướng Van Hên. Có nghĩa là chúng ta không có chiêu cuối nhưng Van Hên bắn vẫn rất là khỏe. Và ở đây thì lại tiếp tục một cái pha cướp rừng, ép rất là sớm đến từ team địch. Và có vẻ như team mình trận này thì cũng đang bị lên bảng đếm số gần như là liên tục. Cũng một phần là với những cái chất tướng bên mình, mặc dù là những chất tướng khỏe như kiểu Flo hay là vị tướng Zata, nhưng mà nếu mà soát về độ khỏe thì chắc chắn là không khỏe bằng bên địch rồi. Tại vì bên địch người ta có thể giao tranh trước khi có level 4, còn team của chúng ta muốn giao tranh khỏe thì vẫn phải đợi cái level 4. Ra trong cái tình huống này có vẻ là combo hơi lệch, và không biết là có bắt được không nhỉ? Mình nghĩ là bắt được, tại vì với những cái điểm nội tại của vị tướng Van Hên thì sát thương phép sẽ là đủ để có thể ăn được vị tướng Ra bên phía team kia. Và trong cái trang bị phép ngày hôm nay của mình thì chúng ta có một cái vượt trội. Thật ra cái vượt trội này thì nó cũng mới có cho vị tướng Van Hên thôi anh em. Đó chính là khả năng tăng tốc đánh sau khi chúng ta lên thập tự kiếm. Điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta không cần phải lên quá nhiều tốc đánh cho vị tướng Van Hên. Chỉ cần từ một trang bị giày, từ một trang bị thập tự kiếm là đủ để vị tướng Van Hên có thể chơi. Và bắn nó đã rất là nhanh rồi. Thế hình của vị tướng Veret trên minimap là chúng ta cũng phải chạy luôn trong cái pha này. Nó chỉ cần chậm một tí nữa thôi, là thiếu may mắn đi một tí nữa thôi, chắc là có lẽ chúng ta cũng sẽ lên bảng đếm số. Pha này thì mình cũng sẽ chạy thẳng về cái trụ thứ 2 nha anh em. Hoặc là qua trụ thứ 2 một tí chúng ta mới biến về, hạn chế đứng trong cái bụi cỏ biến về. Bởi vì những người chơi ở bậc rank cao người ta cũng thừa hiểu là khi hết máu, đứng ở cái bụi cỏ đấy thì gần như là cái tỷ lệ bị bắt nó cũng rất là cao. Đối với những người chơi tinh quái kiểu như là Veret chẳng hạn, người ta chỉ cần chạy ra đằng sau người ta check cái bụi cỏ ấy thôi là chúng ta không kịp thời gian biến về. Quay trở lại với lối chơi của vị tướng Van Hên, thật ra thì cái lối chơi của Van Hên nó không khó đâu anh em. Vị tướng này là một cái vị tướng chơi rất là dễ. Cái quan trọng của Van Hên đó chính là những cái tình huống mà anh em giữ vị trí là một, và thứ hai là chúng ta phải biết di chuyển hit and run. Đó thì mới là cách chúng ta chơi Van Hên chuẩn. Chứ còn nếu mà chơi Van Hên theo kiểu full phép chẳng hạn thì nó lại còn dễ hơn nữa. Đó chính là chúng ta chỉ cần núp bụi hoặc là đi chung với team. Thanh niên sát thủ nào áp sát chúng ta bật chiêu cuối outplay ngược lại. Thế là hết game, rất là dễ dàng. Nhưng hôm nay thì một cái Van Hên tốc đánh như mình đã lên thì chúng ta sẽ đặt nặng ở cái phần di chuyển. Đó, nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với tổng quan qua về cái bộ kỹ năng của vị tướng Van Hên, để cho anh em nào mà chưa rõ về vị tướng này chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Đầu tiên đến với nội tại thì anh em chỉ cần hiểu đơn giản là Van Hên sẽ bắn ra 3 phi tiêu. 2 phi tiêu đầu thì nó sẽ là phi tiêu thường, nhưng đến phi tiêu thứ 3 thì Van Hên sẽ được cường hóa nội tại, có nghĩa là gây một cái dạng phi tiêu đỏ, xanh hoặc là vàng. Đỏ thì gây sát thương lan, vàng thì gây choáng, và xanh nước biển thì sẽ là giúp cho vị tướng Van Hên của chúng ta có khả năng hồi máu. Đó, tổng quan qua thì ba cái phi tiêu này nó lại có tỷ lệ khác nhau. Phi tiêu màu xanh nước biển thì nó sẽ ra khoảng 50%, phi tiêu màu đỏ thì nó sẽ ra khoảng 40%, còn 10% còn lại nó sẽ là ở phi tiêu vàng.
Sở dĩ như vậy bởi vì phi tiêu vàng có khả năng gây choáng, một cái khả năng rất là đáng sợ, thế nên chắc chắn cái tỷ lệ ra nó cũng sẽ rất là thấp. Còn ở đây là Telnet đã phải dùng cái tốc biến để chạy rồi và chúng ta cũng sắp hồi tốc biến. Tốc biến lên và kết hợp thêm một chiêu cuối ăn được vị tướng Telnet. Và thậm chí là bây giờ chúng ta còn thả diều được vị tướng Thên nha anh em. Mặc dù Thên là tanh nhưng mà sau những cái đòn cấu diều của chúng ta thì Thên cũng đã mất đi khoảng hơn 50%. Đến với chiêu 1 của vị tướng Van Hên thì chiêu 1 này nó cũng giống như cái nội tại thôi anh em. Đó, anh em lâng chiêu 1 thì chiêu 1 nó sẽ gây được cái sát thương, người ta gọi sát thương lan theo vùng. Có nghĩa là tướng địch đi càng đông thì sát thương gây ra nó sẽ càng lan nhiều. Đó, còn đến với chiêu 2 của Van Hên thì sẽ là một chiêu thức gây choáng. Và theo cá nhân mình thì anh em lên mắc cái chiêu 1 đầu tiên nha. Bởi vì gây choáng nếu anh em có lên mắc thì choáng nó cũng chả được bao nhiêu. Có nghĩa là choáng thì nó cũng chỉ trong cái khoảng thời gian đấy thôi, chứ không choáng lâu được hơn. Thế nên lên chiêu 1 thì chúng ta phi trong pha giao tranh tổng, nó sẽ được khỏe hơn và mạnh hơn rất là nhiều. Còn ở đây chúng ta lại tiếp tục có giao tranh và Arwin đang người bị bắt vào. Có vẻ như chúng ta sẽ phải quay lại để cứu anh bạn Arwin mà thôi. Nhưng có vẻ là bên mạng của chúng ta thì nó không ủng hộ cho lắm. Ôi dồi, một cái pha giao tranh mịt mù, mình không biết là giao tranh có những cái gì xảy ra. Nhưng sau khi hết lag mạng thì hình như là chúng ta vừa ăn được hai mạng. Và cái lượng máu của Van Hên nó vẫn còn nguyên. Đó, ra ta còn like cho một cái. Team khen mình đánh hay mà ai biết đâu là cái pha đấy chúng ta bị lag mạng. Đó, chủ yếu pha đấy là mình cũng sờ ba cái nút đánh thường thôi, chứ còn không biết là đã xảy ra những cái gì trong cái pha giao tranh vừa rồi. Rồi, mong là không lag nữa nha anh em. Cũng không hiểu làm sao mà cứ tầm tối là mạng nhà mình nó hơi lag. Những cái lúc bình thường lúc chúng ta đi farm thì nó không lag đâu. Đó, nhưng mà cứ nhầm đúng cái lúc giao tranh là bị lag. Đó, còn bây giờ giao tranh xong rồi thì mạng lại xanh lẻ lại, nó lại rất là mượt. Cuối cùng chúng ta bàn nốt về cái chiêu cuối bão đạn của vị tướng Van Hên. Cái chiêu cuối này thì sau khi Van Hên bắn ra nó sẽ gây ra 6 tia đạn. Nếu kẻ địch nào mà ăn phải 6 tia thì chắc chắn là bay màu rồi, tại vì cái chiêu thức này sát thương nó rất là lớn. Và ngoài khả năng gây sát thương thì sau khi Van Hên bắn trúng tướng địch nha, với mỗi cái viên đạn trúng mục tiêu thì Van Hên sẽ tăng tốc đánh tốc chạy, khá là có lợi để cho vị tướng này có khả năng hit and run trong giao tranh tổng. Còn ở đây thì team chúng ta dường như là lại muốn giao tranh thêm một cái pha nữa. Và mình thì cũng sẽ nhắm tới cái mục tiêu ở đây là vị tướng Telnet. Bắt được Telnet thì team địch sẽ bị mất đi một nguồn sát thương rất là lớn. Nhưng chúng ta cũng có lẽ là phải đổi mạng thôi. Từ một cái bộ kỹ năng như vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra cái lối combo cho vị tướng Van Hên. Thường thường sẽ có hai lối chơi chính. Thứ nhất là lối chơi chúng ta phụ thuộc vào chiêu cuối, và lối chơi anh em phụ thuộc vào đánh thường. Đầu tiên đến với lối chơi phụ thuộc vào chiêu cuối thì chỉ đơn giản là anh em mà đi trong giao tranh, anh em giữ chiêu 2 nha. Đó, để có sát thủ nào áp sát vào anh em lia chiêu 2. Sau đó chúng ta kết hợp chiêu cuối, đánh thường thì chắc chắn là ăn được tướng địch. Thật ra đến cái đoạn anh em bật chiêu cuối thì tướng địch đã bay màu hết rồi. Chứ còn đối với kẻ địch nào nó châu châu thì may ra mới phải bồi thêm một số đòn đánh thường. Còn với Van Hên tốc đánh như mình thì cái việc quan trọng như ở đầu video chúng ta đã nói, giữ vị trí và di chuyển hợp lý thì sẽ là một cái phương án chơi Van Hên hiệu quả nhất. Và để giữ được vị trí thì anh em cũng phải một lưu ý nha, đó chính là chúng ta đừng bao giờ để bị lỗ sai. Có nghĩa là luôn luôn phải giấu cái tầm nhìn, không cho những cái vị tướng sát thủ bên địch nhìn vào mình, hoặc ít nhất là biết mình ở trên minimap trước khi có giao tranh. Đó, và trong trận này thì mình cũng sẽ phân tích luôn là tướng địch có hai vị tướng có thể áp sát được với mình, đó chính là vị tướng Nakroth và vị tướng Vered. Hai chất tướng có khả năng bắt được vào chúng ta nhanh nhất và dễ nhất. Thế nên ở những cái pha giao tranh tổng thì anh em để ý nha, Arwin đứng trên rất là cao, nhưng mình luôn luôn phải cách Arwin một cái đoạn. Mình hay gọi cái đoạn này là đoạn an toàn, hay cũng có thể nói là khoảng cách an toàn. Để tướng địch có áp sát vào Arwin thì cũng chưa thể áp sát vào chúng ta. Chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thí dụ là chạy hoặc là lùi. À đâu, tiến hoặc là lùi, đó, chính xác là như vậy. Đó, thế nên là nếu anh em đứng sát Arwin quá thì chỉ có một cái trường hợp là lùi thôi, chứ còn không thể tiến được. Đó, thì vì tiến thêm một đoạn nữa là chúng ta quá người Arwin là tướng địch có thể bắt được vào mình rất là dễ dàng. Và tiếp tục những cái pha giao tranh tiếp theo thì mình lại lui ra đằng sau. Đó, Arwin thì vẫn ở đằng trước mà thôi. Nhưng bây giờ trên màn hình thì anh em đã nhìn thấy là lộ sai hết rồi. Nakroth đã xuất hiện trên màn hình, Vered đã xuất hiện trên màn hình. Đó, cái việc cuối cùng của chúng ta chỉ là đứng sau vét những cái mạng còn lại. Và team địch thì cũng từ lễ đến giờ anh em để ý là không thể áp sát được vào mình. Số lần mà mình lên bảng đếm số trong cái trận đấu này thì đâu đó nó chỉ rơi vào hai mạng. Không nhiều nha anh em, tương đối là ít. Đó, còn cái số mạng mà chúng ta ăn được trong trận đấu này là 10 mạng. Còn ở đây thì lại tiếp tục một lần nữa ăn được vị tướng Thên rất là nhanh. Thên bây giờ thì chắc lại không trâu nữa rồi. Không thể trâu được với cái lượng sát thương mà Van Hên có thể gây ra. Và bây giờ thì mình nghĩ là phá trụ win được chưa nhỉ? Khả năng cao sẽ là chưa. Bởi vì còn một giây nữa thôi là vị tướng Nakroth và vị tướng Ra sẽ được hồi sinh. Đó, chúng ta cũng chưa thể áp sát được. Và chắc có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi thêm một số tình huống nữa.
để team chúng ta có thể có một cái thế đẩy tiếp theo trong trận đấu này. Đó, cuối cùng về lối trang bị cho vị tướng Van Heen thì mình sẽ để dưới màn hình nha anh em. Slot đầu tiên đó chính là giày du mục, slot thứ hai là thập tự kiếm, slot thứ ba là vùng he kết, slot thứ năm thứ tư ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là xuyên tâm lệnh hoặc là trượng hỗn mang nha anh em, tùy theo tình hình từng trận. Còn đến slot thứ năm chúng ta sẽ lên là trượng bùng nổ cho vị tướng Van Heen, và slot thứ sáu chúng ta sẽ lên cho Van Heen đó chính là sách thánh để gia tăng thêm khả năng gây sát thương phép của vị tướng Van Heen, hoặc cũng có thể là quả cầu băng xương nếu anh em là một người chơi an toàn. Còn ở mảng phù hiệu chúng ta sẽ ưu tiên cho vị tướng Van Heen full phép là lối phù hiệu ma chú. Còn nếu anh em nào mà thích Van Heen theo kiểu full tank hay là tank tốc đánh ý, thì chúng ta có thể lên là tinh linh nha. Theo cá nhân mình thì tinh linh cũng rất là mạnh, có thể giúp cho Van Heen gây được thêm sát thương chuẩn. Đó, trận này thì mình định mang tinh linh nhưng mà lại quên không sắp trước trận. Nên thôi, dùng tạm ma tính thì nó vẫn rất là khỏe. Đó, còn về bảng ngọc thì vẫn là như của vị tướng pháp sư khác thông thường. Ngọc đỏ thì là sát thương phép xuyên giáp 2,4. Ngọc tím thì là một nửa hút máu phép, nửa theo tốc chạy. Và ngọc xanh là cây thì sẽ là xuyên giáp phép 6,4 nha anh em. Và chắc là bây giờ chúng ta cũng win được rồi. Vài video của mình về vị tướng Van Heen trong mùa giải S1 2023 thì đã là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu anh em nào thấy hay thì hãy để lại mình một like đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục giao cho khác hơn nhé. Và tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.